Tôi tính tóm lại cái ba bài đó để quý vị lựa một trong ba bài. Tôi chỉ nhắc sơ thôi, không có mà tóm dài nữa, hết giờ. Giờ tới phần quý vị đó. Thì cái bài thứ nhất là giữa quyền giác và huệ năng. Quyền giác thì thánh thánh tăng, mà không biết mình phải thánh không mới là trăn trở đi tìm huệ năng, là bậc tổ đã đắc thánh rồi, được trao truyền y bát. Thì đây là cuộc đối thoại. Thì quyền giác đi tới huệ năng rồi, đi vòng ba vòng, xá ba xá không lễ lại, thì huệ năng mới hỏi: đại đức từ đâu đến mà ngã mạn quá vậy? Thì quyền giác mới nói là sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm, ở đó mà lễ lại. Thì huệ năng nói xong ngay cái sanh tử mà nhận cái vô sanh, không ngay cái vô thường mà liễu tri cái chân thường. Thì quyền giác nói nhận lại tức vô sanh mà liễu tri tức là chân thường. Thì huệ năng khen hay quá, đúng rồi, đúng vậy. Thì quyền giác bây giờ mới lễ lại đàng hoàng, theo 3.000 quan y, 80 tế hạnh, rồi xong ở lại xin hầu tổ. Tổ im lặng đồng ý, chừng 2 tiếng hộ xin về. Thì huệ năng nói: cha nội nó mới đến mà mới thử một cái, không biết có thật sự là Bát Nhã hay không, hay là kinh điển, hay là danh coi sách mà nói được. Ông mới hỏi: đại đức về sao chống thế? Thì huệ năng quyền giác biết rằng tổ thử mình, nó bạch tổ: vốn mình chẳng động mà lấy gì có chống chạy. Quyền năng hỏi: ai biết không động? Thì quyền giác nói: chính tổ tự sanh tâm phân biệt, chính tổ tự sanh tâm phân biệt. Tổ biết là cái ông này giỏi, mình đưa cái dao nào ở trong tư tưởng mình đâm ổng qua Bát Nhã, mình chen cái tư tưởng vô mà ông biết hết. Rồi tổ mới nói: ai biết không động? Thì ông nói: tự nhân giả sanh tâm phân biệt. Thì tổ khen hay, ông thật sự đã hiểu được cái ý vô sanh. Thì đây cũng Bát Nhã mà xen tư tưởng vô cái ý. Thì quyền giác thấy mới hỏi: phân biệt há có ai biết, phân biệt há có ý nữa sao? Nhau thì tổ nói là ông thật sự đã hiểu được cái ý vô sanh. Thì ngài mới nói là vô sanh há có ý nữa sao? Thì tổ mới chơi một câu luôn, chặn hết ba ngã: không ý thì ai phân biệt đây? Thì quyền giác mới trả lời: phân biệt thì vẫn có, nhưng đó không phải là ý. Thì ba câu chĩa ba mũi dùi thì thấy là quyền giác đỡ được hết, để biết ông này đã thấu được Bát Nhã, thật chứng Bát Nhã. Thôi cuộc đời đến rồi, tới đây là hết. Thì Huệ Năng nói: thôi ở lại một đêm đi, ngày mai hãy về. Đó là câu chuyện đã xong. Giữa tư tưởng và Bát Nhã, mà giữa hai vị đều là thánh tăng, một người đã là đắc làm tổ, một người thì chưa, còn sờ soạng không biết mình có đắc hay không. Còn đây là câu chuyện thứ hai giữa Atula Thiện Thần, tức là một bậc trung can nghĩa khí mà không thể đi đến đạo Phật được, giống như quý vị đó. Quý vị nên nhớ, quý vị sống rất là thiện lành, nhưng còn bổn phận, còn trách nhiệm, còn quyền lợi thì không thể đi tới đạo Phật được, không thể đi đạo Phật. Đạo Phật nó khó. Thì quý vị cõi giỏi lắm, là người là cõi trời cao hơn Atula Thiện Thần một bậc thôi. Còn Atula Ác Thần thì thôi vĩnh viễn là không thấy được. Còn Atula Thiện Thần với cõi trời hiểu được đạo Phật, nhưng mà không chứng đắc được đạo Phật. Thì nó phải có một sự cách mạng, một sự là dứt khoát, nó khó khăn. Thì đêm đó Lương Võ Đế nằm chiêm bao, thấy cái điềm lành, sáng mới bạch Chí Công Thiền Sư. Chí Công Thiền Sư nó có thánh nhân qua thăm bệ hạ, thì sáng ông mới đi ra ngoài bãi biển đó đón Bồ Đề Đạt Ma. Khi gặp Bồ Đề Đạt Ma rồi, ông đưa ra cái cuộc sống ông: trẫm từ ngày lên ngôi đó là độ hơn 3.000 tăng, cất hơn 72 cảnh chùa. Như vậy trẫm có trí tuệ gì không, có công đức gì không? Công đức là trí tuệ đó.
thì Bồ Đạt Ma nó không có công đức gì hết. Ông nói vậy đó là cái gì? Thì Bồ Đạt Ma nói đó là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng thì có hết. Lương Võ Đế là người có học giáo pháp mà, cũng như quý vị đâu, giáo pháp rành lắm. Và hỏi gì chứ đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Tôi cũng biết cái vấn đề trí tuệ không trí tuệ là đệ nhất nghĩa thánh đế cái gì. Thì Bồ Đạt Ma nó quách nhiên vô thánh, không có thánh phàm mốc gì hết. Ông nói vậy chứ ai đứng trước mập trẫm đây? Thì Bồ Đạt Ma trả lời là không biết. Thì bao nhiêu câu hỏi của Lương Võ Đế Bồ Đạt Ma chặt đứt hết, không có chấp nhận cái gì hết. Thì bao nhiêu công phu học hỏi, bao nhiêu phước báo, bao nhiêu mà trăn trở, bấy nhiêu học hỏi chí công thiền sư, làm việc là giúp đỡ cho tăng, giúp đỡ nhà chùa, rồi bố thí cho tất cả mọi người đều chấm không, chả có gì hết. Thì luôn dẫn đến quá tức, thôi lạc lẽo không còn tiếp đón một cách niềm nở nữa. Thì Bồ Đạt Ma mới bỏ, nửa đêm bỏ đi. Thì sáng đó thì Luân Võ Đế thấy vắng Bồ Đạt Ma mới hơi lo, mới hỏi Chí Công Thiền Sư đó là sao. Chí Công Thiền Sư nói Quan Âm đại sĩ đến thử ngài đấy. Thì Luân Võ Đế mới dậm chân kêu trời, trời ơi, như vậy là trẫm có mắt như đuôi, có tai như điếc, để cho thánh tăng ra đi rồi, Quan Âm đại sĩ mà đến thăm mà trẫm chẳng biết gì hết, mới cho lính tủa đi tìm. Nhưng mà than ơi, con chim đại bàng nó cất cánh rồi, thì con chim sẻ làm sao tìm được. Mà thật ra Bồ Đề Đạt Lương Võ Đế cũng không cố tìm, cũng như quý vị á, học thì học, khó khăn thì thôi, trả bài cho lấy lệ thôi, trả để cho có trả, để cho người ta biết rằng mình nghe lâu quá mình cũng trả nữa, cầm giấy rồi cũng đọc, rồi đặn từ chút vậy thôi, rồi về thì cũng không có tha thiết gì hết. Nhưng Lương Võ Đế đó đi tìm là có chừng gì thôi, thì làm sao mà tìm được. Rồi chúng ta tới qua tới giai đoạn thứ hai là các nhà tu mà tha thiết trên con đường giải thoát nhưng mà cũng chưa chứng đắc. Nhưng mà những người này dám cả gan dứt tất cả, vì đã dứt có được vợ con, nhà không vợ không con, không nhà không cửa không tiền bạc, có ôm lấy cái chùa thôi, thì tha thiết trên con đường chứng đắc bất cứ giá nào cũng phải đánh vắng bài cuối cùng thôi. Thì đây là thần quan. Thì sao tôi để triết lý nha, cái bài này thì triết lý nhiều đấy, thì khi nào rảnh qua bài kinh 66 rồi tôi sẽ triết lý. Bên đại thừa thì cái lý nó cao siêu lắm, nhưng mà nếu mình phải chịu gõ mãi thì mình hiểu được thôi, thấy không? Thì thần quan đó, quan là sáng suốt, thần là tất cả những người đông của những người tu, thì đang giảng pháp ở tại kinh đô của nước nào tôi không nhớ. Thì Bồ Đạt Ma lội qua đó, thì sau khi nghe pháp xong thì theo cái thường lệ trần quan hỏi ai có sở nghi điều chi, thì được hỏi tôi sẽ theo cái hiểu biết tôi trả lời. Thì Bồ Đạt Ma đưa tay lên hỏi: xin kính thưa pháp sư, ngài giảng pháp gì, ngài giảng quyển gì, kinh gì ạ? Thì Bồ Đạt Ma mới, Lương Võ Đế mới là pháp sư Trần Quang mới rằng: trời ơi, ngài đi tu mà ngài ngu quá, tôi đang giảng kinh pháp qua, đứa con nít 3 tuổi nó còn có tụng mà. Thì Bồ Đạt Ma yên lặng hỏi tiếp: bạch thí pháp sư, vậy cái kinh là ai nói? Thì thần quan cười mà Phật tử cũng cười, cái câu này nó dễ quá trời, ai mà ngu xí xuất gia mà hỏi kinh là của ai nói? Thì nhà tu phải biết kinh là của Phật nói, ra ngoài Phật ai dám nói kinh. Thì bây giờ Bồ Đạt Ma mới trả đũa: trong 49 năm thuyết pháp Đức Phật trước khi tịch, ngài nói ta chưa hề nói một lời. Nếu ai nói rằng ta có nói kinh thuyết pháp là phỉ báng ta. Như vậy là pháp sư phỉ báng Phật Thích Ca. Câu đó là câu trong kinh. Thì thần quan mới chết cứng. Thì Phật tử bây giờ im lặng không có tiếng ho nữa. Ông thầy mình bị dí rồi, nhưng mà kính thầy, thương thầy, mến thầy, hy sinh hết cho thầy, mà giờ thầy bị đè xuống, mà giờ mình không cũng biết làm sao trả lời. Vì ngài lấy kinh ngài nói mà. Thì thần quan cũng lấy kinh, Bồ Đề Ma cũng lấy kinh. Trong 49 năm thờ thuyết pháp ta chưa hề nói một lời. Nếu ai nói ta có nói là phỉ báng ta, tức là pháp sư phỉ báng Phật Thích Ca. Thì thần quan bắt đầu là
Chửi dưới à, bực mình đó. Mới hỏi vậy chứ, kinh không phải Phật nói sao? Thì Bồ Đạo Ma nói, nếu nói kinh không phải Phật nói là phỉ báng Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Sau này tăng chúng tiếp tục tu dựa vào đâu để mà tu? Phật chết rồi, phải dựa vào kinh. Mà kinh không phải Phật nói thì là phỉ báng Tam Bảo. Tần Quang xanh lè cả mặt rồi. Bây giờ trả lời sao bây giờ? Nếu kinh Phật nói phỉ báng Phật, mà kinh không phải Phật nói thì phỉ báng Tam Bảo. Thì Pháp hội im lặng hết. Thần Quang quá tức, vố cho Bồ Đạt Ma hai bọc tay, gãy hết mấy cái răng. Rồi cuộc giảng Pháp chấm dứt. Thế là Bồ Đạt Ma bỏ đi, không ai tiếp thu được cái Phật Pháp hết. Tới là Thần Quang là một nhà trí thức, một nhà sư, một Pháp sư giỏi vắng tại Kinh Đô, thế mà cũng không tiếp thu nổi. Thì Ngài bỏ ra đi. Nhưng mà Thần Quang không phải là một con người phàm, không phải giống như Luân Võ Đế, là một người tha thiết trên con đường giải thoát, giống như là Huyền Giác. Huyền Giác thì đã đắc rồi, còn người này đang đi con tìm, mà còn chới giới chưa có nắm được cái cốt lõi của Đạo Phật. Còn Huyền Giác người ta đã nắm được rồi, mặc dù người ta là một phàm tăng, nhưng người ta đã đắc cái chứng thánh tăng. Còn cái này còn phàm, nhưng mà con người tha thiết, con người trăn trở để nhất định là phải thành Phật, thành Như Lai thôi, chứ không muốn làm cái gì hết. Thành ra tối suốt đêm nó không ngủ được, thấy mình vô lý, mình một pháp sư mình còn sân quá. Nhưng mà chưa thánh tăng thì cái sân là dĩ nhiên còn thôi. Nhưng mà con người này không phải là Lương Giáo Đế, mà là con người nhất định phải giải thoát. Thành ra ông mới thức suốt đêm, đem hết kinh điển ra coi, để mong trả lời cái câu của Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà kinh điển làm sao có? Thì ông mới tức, ông nói đừng có mong mà trên giấy tìm chân lý. Muốn tìm sự thật đừng có tìm ở trên giấy, nên tìm trên kinh điển. Thành ra bên Thiền Tông có cái câu đó: bất lập văn tự giáo nguyện biệt truyền, bất lập văn tự giáo ngoài biển, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Đừng hồng trên giấy mà tìm chân lý, đừng có hồng trên giấy mà tìm cái niết bàn. Bánh vẽ no lòng có được đâu. Cái kinh điển là cái bánh vẽ thôi, không có no bụng được, không có đắc quả được. Do đó ông đốt hết kinh. Vì nghe nói cái này cái là triết lý nha, đừng có mà làm bậy là cho đọa chịu à. Về đốt kinh hết là tôi không có biết à, tôi kể là theo trong chuyện của mấy tổ xưa viết lại thôi, rồi sau này chúng ta sẽ triết lý. Thì ông mới đem hết kinh sách trong cái tủ chùa ra đốt bỏ hết. Rồi bỏ chùa ra đi, một y một bác bay khắp non sông, trôi dòng võ dụ đi tìm Bồ Đề Đạt Ma. Đạt Ma là Pháp, Bồ Đề là chân chánh, Pháp chánh gia. Cái Pháp chân chánh tức là Pháp giải thoát. Thì bây giờ ông mới đi tìm Bồ Đề Đạt Ma. Thì đi qua năm thứ nhất, tới cái nước thứ nhất thì Bồ Đạt Ma qua nước thứ nhì, qua nước thứ nhì Bồ Đạt qua Ma nước thứ ba. Tới 9 năm như vậy qua 9 nước. Thì tới nước Ngụy. Thì tôi mới nhớ này, nhiều trường cho tôi biết là nước Ngụy. Ông biết con lừa trên mạng sao ra gì cũng có nước Ngụy. Thì ông mới vào trong cái núi Tung Sơn, chùa Thiếu Lâm. Thiếu Lâm tự giờ nổi tiếng là của Bồ Đề Đạt Ma, ngồi nó đắc quả đấy. Núi Tung Sơn, chùa Thiếu Lâm, động Thiếu Thất. Vừa có cái bài kinh của ông Trúc Thiên viết đó là Thiếu Thất Lục Môn, là sáu cửa vào động Thiếu Thất. Thì đó là cái chỗ Bồ Đề Đạt Ma ngồi đấy. Thì ông ngồi như vậy 9 năm trời. Thì Thần Quang đi tới, thì thấy Bồ Đạt Ma ngồi mới quỳ bên đó. Mà thấy Bồ Đạt Ma bất động ngồi quỳ, nhìn mặt vô vách, kia là Cửu Niên Diễn Bích. Sau này chúng ta sẽ giải thích những cái danh từ đó. Thì ông thấy Bồ Đạt Ma bất động, ông cũng không bất động, không dám nhúc nhích. Ngồi từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, từ trưa tới tối 12 giờ khuya, không ăn uống gì hết. Tuyết bên tàu nó lạnh tuyết lên cho tới đầu gối mà không dám nhúc nhích. Bồ Đề Ma thấy thương tâm, mới quay trở lại hỏi:
Ngài đến đây để làm gì? Thì thần quan thưa con đến để làm Phật, chứ không có làm gì hết. Bồ Đề Đạt Ma mới nói làm Phật không phải dễ, phải dám nhẫn những điều khó nhẫn và phải dám làm những việc khó làm. Ông làm được không? Thì thần quan mới đứng dậy chặt cái cánh tay dâng cho tổ. Tổ thấy ông này có pháp khí đại thừa, tức là có thể lãnh y bát được. Tổ mới nói thôi, vậy là đủ rồi, ta trao y bát cho ông. Cái nguyện của ta đi qua Trung Quốc thì đã thỏa mãn rồi, ta giao y bát lại ông. Thì quỳ, thần quan mới quỳ xuống lại tổ lãnh y bát. Tổ đặt tên lại là Huệ Khả. Cái này cũng có lý, Huệ Khả là cái khả năng làm việc huệ đó, chứ không phải thần quan nữa. Mà thần quan là gì? Sao chúng ta giải thích danh từ? Thì Huệ Khả sau khi lãnh y bát rồi mới bạch tổ, con cảm thấy tâm con bất an. Tại sao lại bất an? Đã dám chặt cánh tay mà lại bất an. Chặt cánh tay là cái gì? Bất an là cái gì? Thì cái đó chúng ta phải triết lý. Thì tổ mới nói, ông đem cái tâm ông ta an cho. Thì Huệ Khả suy nghĩ hồi, nó con tìm hoài không thấy tâm. Thì Bồ Đạt Ma nói, rồi ta an tâm cho con rồi đó. Thì mới lượm cái cánh tay đã gắn vô trong cái mình Huệ Khả, nó dính lại. À, thì chúng ta thấy là nó hơi thần quyền, nhưng mà nó rất là hay. Sao chúng ta triết lý chúng là mới biết. Rồi xong rồi đó, thì Huệ Khả lãnh y bát mới đi giáo hóa, lặng lẽ trốn, rồi đi khất thực mà. Thì ở đó bị bắt hoài à, ông cũng lặng lẽ ông trốn. Sau này nghe nói bị bắt mà chết ở trong tù đó là Huệ Khả. Thì thần quan nói, rồi ta xong, ta trở về Ấn Độ. Thì thần quan đi giấu, đi một đoàn, Bồ Đề Ma đi một ngã. Thì đi tới cái chùa của sư cô Yên Chi. Yên Chi cũng là cái lý á. Thì sư cô biết đây là tổ Bồ Đề Đạt Ma, mới lại thỉnh tổ vô và xin tổ truyền ý bát cho mình. Thì tổ nói sư cô là đàn bà, không có chứng đắc làm sao mà lãnh y bát được. À, thì sư cô tức cái câu nói đó mới là thuốc tổ chết, mời tổ trai tăng. Rồi thuốc, trong thuốc tổ để cho tổ chết. Thì tổ biết là cái bổn phận mình hết rồi. Vì sáng tổ dẫn chứng minh cái buổi ngọ trai đó và thuyết bài pháp cho tất cả bá tánh và các tăng sư đó. Tổ nói thì cái duyên của tôi đã hết. Hôm nay cái bát này có để thuốc trong đó, nhưng mà tôi vẫn dùng. Thì sư cô biết lộ rồi, quỳ xuống khóc sám hối. Tôi nói không, tại cái duyên của ta đến đây là hết, ta phải trở về Ấn Độ. À, thì tổ ăn bát cơm đã xong thì cô tịch. Thì bà nhà vua mới hay, cho nhà vua ấy bị tổ là nổi tiếng nhất ở bên ở Việt Nam mà, tới chín nước mà. Thành ra Lương Võ Đế đâu cũng trở về để mà chứng minh cái buổi tôn chôn Bồ Đạt Ma. Rồi sau Tống Dân từ ở bên Ấn Độ đi xứ bên đó, trở về thấy tổ ở trên cái núi Thông Lãnh. Thông Lãnh cũng là cái triết lý đó. Tổ đang bay từ cái núi này phóng qua núi khác. Thì ông đi về ông mới quỳ ông lại tổ. Tổ mới nói thôi ngươi về sớm đi, vua ông đã tráng đời rồi, chúa ông đã tráng đời rồi, tức là sắp sửa chết đấy. Ông về ông mới vô lễ thì tiệc, nhà vua đang bệnh nặng. Thì ông mới kể lại, con thấy Bồ Đạt Ma trở về. Nói vua, nó ông nói dốc, ta chứng minh ta đi chung rõ ràng đây mà, tại sao ông nói là Bồ Đạt Ma còn sống mà trở về? Nói tâu bệ hạ, con không dám nói gạt bệ hạ, con thấy rõ ràng. Con lại tổ cổ nói là chúa ông đã chán đời, ông trở về sớm đi. Thì sở về bệ hạ bệnh thiệt. Rồi ông vua không tin, mới cho người đi quật mồ lên. Thì chỉ có cái hòm không, không có cái tay của Bồ Đạt Ma, trong cái hòm còn là một chiếc dép. Thôi cái đây là hết. Đây là hết. Thì quý vị nghe rồi suy gẫm coi, nếu mà ai mà thông minh làm luôn ba cái, còn không được thì lựa một trong ba cái đó để chúng ta phân biệt cái nào là tư tưởng, cái nào là bát nhã, nghe không? Còn đây là câu chuyện thứ ba giữa Xá Lợi Phất và Phú Lầu Na. Thì Xá Lợi Phất từ xưa giờ đã từng nghe danh tiếng của Phú Lầu Na. Phú Lầu Na dẫn 500 tăng, Xá Lợi Phất cũng 500,
một kiền liên của 500, thì 10 đại đệ tử dường như có dẫn đệ tử hết. Đức Phật tới 1250. Thì Phú Lầu Na hôm đó mới về thăm Đức Phật. Thì Xá Lợi Phất nghe tin Phú Lầu Na, cho nên cái mình đang trụ gần đó, mới sáng mới mang y bát đi vô để lễ Phật, để gặp Phú Lầu Na. Mà hai người chưa hề biết nhau. Thì sau khi lễ Phật xong thì mới ra biết sao giường Đức Phật ở rừng, thì đi tìm Phú Lầu Na mà có biết mặt đâu. Thì ông nghĩ rằng nếu Phú Lầu Na là một vị mà trưởng đoàn thì phải sáng rỡ hơn các tăng khác, thánh tăng mà. Ông mới đi vòng vòng đó qua mấy cái chỗ mà các sư ngồi thiền, có thấy có một vị có mặt sáng rỡ, coi oai nghi, chững chạc, điềm đạm. Ông nói đây chắc là Phú Lầu Na. Ông mới ra phía sau lưng ông ngồi, đợi cho Phú Lầu Na xả thiền, ông sẽ ra ra trao đổi với Phú Lầu Na. Thì đợi một thời gian chừng 2-3 tiếng thì Phú Lầu Na xả thiền. Ông nói lại ông lễ Phú Lầu Na. Phú Lầu Na đỡ dậy, nói tôn giả đi đâu mà đến đây? Nói tôi nghe tiếng ngài, tôi muốn hỏi ngài ngồi thiền như vậy thì cái mục đích của ngài để làm gì? Thì đây là cuộc đối đáp. Phú Lầu Na nó mục đích là đi tới giới thanh tịnh. Ông nói giới thanh tịnh là cuối cùng cứu cánh của đạo Phật, không phải đưa tới tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là cứu cánh, không đưa tới kiến thanh tịnh. Kiến thanh tịnh đưa tới đoạn nghi thanh tịnh. Đoạn nghi thanh tịnh đưa tới đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo phi đạo tri kiến đưa tới đạo tri kiến. Đạo tri kiến đưa tới tri kiến. Vậy tri kiến là mục đích cuối cùng, không, đưa tới vô thủ trước bát niết bàn. Tôi lặp lại. Thứ nhất đó, giới thanh tịnh. Thứ nhì, tâm thanh tịnh. Thứ ba, kiến thanh tịnh. Thứ tư, đoạn nghi thanh tịnh. Thứ năm là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Thứ sáu là đạo tri kiến thanh tịnh. Thứ bảy là tri kiến thanh tịnh. Và cái cuối cùng là vô thủ trước bát niết bàn. Thì cái này cơ quả của Như Lai. Vậy là hết. Thôi, có phần của tôi xong. Bây giờ tới quý Phật tử, chúng ta trả một vài kỳ nữa. Rồi nếu tạm xong, tôi nói tạm thôi là chúng ta còn trở lại, thì chúng ta bắt đầu trả về bài kinh 66. Rồi chúng ta bắt đầu đi sâu giảng vào bài kinh 66. Chắc là cũng một vài năm nữa chứ không ít đâu. Cho nên nhớ mô Phật thì phần của tôi xong. Bây giờ Phật tử nào phát tâm để trả nè. Do trước này ha, không có giấy tờ gì hết nha. Còn mà ai chưa đó thì ấy là tôi kêu ạ, tôi nói trước. Dạ kính bạch sư, con pháp danh là Liên Giang. Sau đây con xin trình bày cái hiểu của con về câu chuyện của Quyền Giác và Tổ Huệ Năng. Quyền Giác gặp Tổ Huệ Năng không để lại, mà liền đưa ra câu hỏi: sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm. Thì Quyền Giác đưa ra cái sanh tử để hỏi Tổ, xem Tổ giải quyết bằng cách nào. Thì Tổ đưa thẳng về cái bản thể bằng cách trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, với câu trả lời: vậy sao chẳng thể nhận cái lý vô sanh, thấu rõ cái nghĩa không chấm? Tức là sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái bất tử, ngay cái vô, ngay cái hiện tượng mà nhận lại cái bản thể, ngay cái vô thường mà liễu chi cái chân thường? Thì Quyền Giác hiểu được ý của Tổ và khẳng định lại rằng thể tức vô sanh, thấu vốn không chống. Thể vô sanh tức là bản thể, thấu vốn không chống tức là cái dụng. Thì Tổ đáp là đúng thế, đúng thế. Lúc này Quyền Giác mới dùng hết oai nghi của mình để lễ lại, và ít phút sau xin từ Tổ ra về. Thì Tổ không biết là Quyền Giác thật sự đã chứng đắc hay chưa. Thì Tổ mới đưa ông về tám thức sao động. Nếu mà Quyền Giác giải quyết bằng tám thức sao động thì ông thật sự chứng đắc. Còn nếu mà Quyền Giác giải quyết bằng tám thức đứng lặng thì ông thật sự đã chứng đắc. Thì tám thức sao động và tám thức đứng lặng khác nhau ra làm sao? Tám thức đứng lặng là cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết, không có tác ý, chưa có đối tượng, chưa có chủ thể. Đối tượng và chủ thể dường như nhập một, chưa có không gian, thời gian, sát na. Còn tám thức sao động là tướng thấy, tướng nghe, tướng hay, tướng biết, có tác ý,
có đối tượng, có chủ thể, có không gian, thời gian, chu kỳ tương ưng. Thì tổ mới hỏi, về chống thấy sao? Về chống thấy sao là thuộc về sắc thân, là năm thức đầu. Có thân mới có đi, có đến, có mau, có chậm. Thì quyền giác mới đáp là, vốn mình chẳng động, há có mau chấm sao? Mình vốn là dòng nước linh hồn, thì làm gì mà có mau, có chậm, có đến, có đi. Thì tổ mới hỏi thêm, ai biết chẳng phải động? Biết bằng tư tưởng là thức thứ sáu, sao động thì có mặt na, do đó có chủ thể, có đối tượng. Thì quyền giác mới đáp là, đúng là tự nhân giả sanh tâm phân biệt. Tự tổ sanh tâm phân biệt, chứ không phân biệt bằng thức thứ sáu đứng lặng, thì làm gì có thức thứ bảy mà có đối tượng, có chủ thể. Thì tổ mới khen, ông thật đã thấu cái ý vô sanh. Quyền giác mới hỏi lại, vô sanh há có ý sao? Đã là vô sanh, là dòng nước linh hồn, thì làm gì mà có thức thứ bảy mà có ý? Thì tổ mới dặn lại, không ý thì ai phân biệt đây? Ý ai phân biệt đều là tư tưởng, mà tư tưởng muốn phân biệt được thì cần có thức thứ sáu, thức thứ bảy và thức thứ tám. Ở đây quyền giác đã sống được dưới tánh, do đó ông phân biệt bằng thức thứ tám đứng lặng thì không cần thức thứ bảy. Vì vậy mà ông trả lời, phân biệt cũng chẳng phải là ý. Dù sao động hay đứng lặng, cả hai đều là tâm, là cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết. Nếu mà có cải sửa thì là phân biệt bằng cái đạt và tỳ niệm, gọi là tư tưởng. Còn nếu mà không có cải sửa thì phân biệt bằng tự tánh, gọi là bát nhã. Còn ví dụ như mặt nước hồ tĩnh lặng, không mong đàn én đến, cũng không mong đàn én đi. Khi đủ duyên thì nó hiện, hết duyên thì nó ẩn. Đó là cái lẽ ẩn hiện. Khi tư tưởng hiện thì bát nhã ẩn, khi bát nhã hiện thì tư tưởng ẩn. Mà bát nhã thì phân biệt bằng tự tánh, còn tư tưởng phân biệt bằng kế đạt và tỳ niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư, con xin trình bày của bốn câu hỏi của sư là: ông vua Lương Võ Đế và Bồ Đề Đạt Ma, và Lương Võ, ông Bồ Đề Đạt Ma và ngài Huệ Khả và ngài Quyền Giác và Tổ Huệ Năng và ngài Phú Lầu Na và ngài Xá Lợi Phất. Thì qua bốn câu chuyện này thì con xin trả lời cái sự hiểu biết ít ỏi của con. Thì bốn câu chuyện này nó cũng trong dòng tư tưởng và bát nhã. Mà tư tưởng, bát nhã thì bao trùm tư tưởng, nhưng mà tư tưởng thì chưa dối tới bát nhã. Nó cũng là cái phương tiện, cái bằng đạp để đi đến cứu cánh. Nhưng mà nếu mà chấp phương tiện này là cứu cánh thì không, thì lọt vào ngũ ám ma. Như con thí dụ là trên đỉnh núi thì chỉ có một cái đỉnh núi, nhưng mà ở dưới chân núi thì có nhiều cái con đường để đi đến đỉnh núi. Nhưng mà nếu lầm chấp cái con đường đó là đỉnh núi thì mãi mãi mình không bao giờ lên tới đỉnh núi được. Thì tư tưởng tượng trưng cho trí huệ của người trời đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Nhưng thật ra vấn đề là nguyên nhân của sự luân hồi sanh tử khổ, là nó nhận thức và đối tượng nhận thức tương ưng với nhau, những phiền não chấp trước phân biệt gì vân vân, đó là bên tư tưởng. Còn bên bát nhã thì các ngài chú trọng về cái bất tử. Khi nhận lại cái bất tử thì tất cả mọi vấn đề đều được sáng tỏ. Khi nhận, các ngài chỉ lặng lẽ thấy rõ cái diễn biến của, cái diễn biến phát sinh của vấn đề là do tư tưởng duyên khởi ra. Thật ra vấn đề thì không có, nhưng mà do mình chấp nhận vấn đề thì cái đó là một cái khổ.
và tìm cách giải quyết một vấn đề nữa là trồng thêm một cái khổ nữa. Vì vậy một bậc thánh nhân á, sống không có vấn đề, nhưng mà vấn đề phát sinh ra thì các ngài chỉ lặng lẽ thấy rõ từ chỗ phát sinh ra đến khi nó phát sinh ra và đến khi nó chấm dứt, thì tất cả mọi vấn đề đều được sáng tỏ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư, hôm nay con xin trả bài. Qua tất cả những mẫu chuyện của sư đưa ra thì cũng không ngoài nói về tư tưởng và bát nhã. Hôm nay phần trả bài của con là gồm có hai phần. Phần thứ nhất là con nói về sự khác nhau về tư tưởng và bát nhã, rồi cho ví dụ về tư tưởng và bát nhã. Phần thứ hai là con áp dụng tư tưởng và bát nhã vào trong hai mẫu chuyện để trả lời câu hỏi của sư. Trước hết con nói về tư tưởng. Đối với tư tưởng thì có vô số vấn đề. Tu thì cần phải có điều kiện, có pháp môn, có thầy, có bạn. Tu thì phải có thời gian. Tu từ từ, cải sửa từ ác qua thiện, từ tạp niệm đến nhất niệm, rồi thăng qua tư tưởng, từ thô tháo đến vi tế. Tu thì phải có mục đích, thấy có mình tu, có chứng, có đắc. Còn đối với bát nhã thì không có điều kiện, không có pháp môn, không có đạo sư, nói chung là không có một phương pháp, cách thức nào cả, mà cũng không có sự cải sửa. Tu theo bát nhã là chỉ tu nhận lại tư tưởng ngay trong bát nhã, tức là thấy thiện ác, phải quấy, tốt xấu đều một thứ giống nhau, người thiện người ác cũng đều là Phật, nhưng có khác nhau là ở cái sự tiến hóa cao hơn mà thôi. Rồi siêu việt lên thiện ác, phải quấy, tốt xấu đó là của tứ thánh, rồi trở lại viên dung tùy thuận với thiện ác phải quấy tốt xấu, đó là của ba bậc tâm tôn. Muốn tu qua bát nhã thì không thể bỏ tư tưởng được, vì bát nhã không phải là tư tưởng mà cũng không khác với tư tưởng, cũng giống như là đất với lại là chén. Cũng như đất thì bất sanh bất diệt, còn cái chén thì nó sanh diệt, nhưng đất là đất, còn chén là chén. Không phải một cũng không phải hai, nó là hai phương diện của một thực thể. Đối với bát nhã thì muốn tìm hiểu một vấn đề gì thì chúng ta phải thể nhập vào nó. Thể nhập không cũng vẫn chưa đủ, mà phải tùy thuận vào nó, tức là tùy thuận vào hiện tượng giới. Thì muốn tu qua bát nhã thì trước hết phải tu theo cái phép mà đè nén đối trị trước để thức được trong sáng. Bởi vì phàm phu của chúng ta thì chưa có đủ khả năng để nhận lại cái bất tử ngay bây giờ và tại đây, cho nên phải tu qua tư tưởng trước, tức là kiến tánh khởi tu. Bởi vì cái lối tu của tư tưởng đưa đến nhất niệm cũng rất là quan trọng, nó là bàn đạp để đưa đến giải thoát. Nó chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh, cho nên chúng ta phải không nên chấp vào đó mà phải đặt cho đúng chỗ để đi đến trí huệ. Khi mà chưa có đắc quả thì cần phải có phương tiện để đi đến cứu cánh, nhưng khi đã đạt được cứu cánh rồi thì phương tiện nó cũng trở thành cứu cánh. Cũng như những vị mà tu tứ thiền và tứ không thì nó là cái phương tiện để
để cho thức trong sáng nhận Phật tánh. Nhưng đã nhận Phật tánh thuần thục rồi mà trở lại tu tứ thiền và tứ không, thì tứ thiền và tứ không lúc bấy giờ là Phật tánh, là Bát Nhã. Thì nói tóm lại thì Phật tánh cũng không khác với tư tưởng, mà nó cũng không phải là tư tưởng. Khi mà tư tưởng im bặt thì Phật tánh nó xuất hiện. Khi mà còn một vọng tâm thiện hoặc là một vọng tâm ác gì đó thì cũng còn luân hồi sinh tử. Độc đáo với Bát Nhã là ở chỗ đó. Cho nên tu theo tư tưởng á, thì phải có sự lựa chọn, có cải sửa. Còn tu theo Bát Nhã thì không có lựa chọn, mà cũng không có vấn đề gì hết. Không có chạy theo một cái gì mà cũng không gạt bỏ cái gì. Cũng như tư tưởng khởi thì nhận nó y như là nó. Đó là con trình bày xong sự khác nhau giữa tư tưởng và Bát Nhã. Sau đây con xin cho một cái ví dụ về cách tu của tư tưởng và Bát Nhã. Ví dụ như ngồi thiền, chúng ta ngồi thiền nếu mà chọn đề mục để tu là hơi thở, tu theo hơi thở, mà nếu tu theo tư tưởng á, thì tập trung tư tưởng vào hơi thở. Rồi hơi thở của mình cũng như gạt bỏ mọi tư tưởng khác. Hơi thở ngắn thì cố kéo ra cho nó dài, cũng như là cải sửa hơi thở. Rồi hoặc là luyện hơi thở, tu có mục đích luyện hơi thở, đem hơi thở đi vào các quyệt để là trị bệnh hoặc là mạnh khỏe, thì đó là lối tu theo tư tưởng. Còn cũng còn tu theo Bát Nhã thì cũng với cái hơi thở đó, nhưng có không có tập trung vô hơi thở, mà thở một cách bình thường tự nhiên, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, hơi thở điều hòa biết hơi thở đang điều hòa, hơi thở gấp hỗn hển biết hơi thở gấp hỗn hển, thở vào ngắn biết ngắn, thở ra dài biết dài. Hơi thở thì sanh diệt, có dài có ngắn, nhưng cái biết thì không có dài có ngắn, có sanh có diệt, mà trở về với cái lặng lẽ tỉnh thức cái biết. Đó là cái cách tu theo Bát Nhã. Vậy con lấy thêm một cái thí dụ thứ hai nữa để cho sáng tỏ về cái cách tu của tư tưởng và Bát Nhã. Đó là câu niệm Phật. Thí dụ niệm Phật theo tư tưởng, mới đầu thì tập niệm thì phải tập để gạt bỏ mọi tư tưởng khác đang giằng co giữa cái tư tưởng thiện và tư tưởng ác, thì niệm Phật đếm từ 1 đến 10. Rồi sau đó lặp lại nhiều lần mà không có niệm khác xen vào thì bắt đầu niệm Phật khỏi đếm. Rồi niệm Phật khỏi đếm một thời gian thuần thục, rồi tự nhiên nghe tiếng niệm Phật từ trong A Lại Gia phát hiện ra, rồi chìm đắm vô đó, lắng nghe tập trung. Đó là tu theo tư tưởng. Còn tu theo Bát Nhã thì cũng với câu niệm Phật đó, nhưng trở về với tánh nghe, không còn tập trung vô câu niệm Phật nữa, mà niệm Nam cũng nghe, Người Ngưng cũng nghe, Mô cũng nghe, A cũng nghe, Người Ngưng cũng nghe. Rồi đột nhiên cái có tiếng mèo kêu thì cũng nghe, rồi có tiếng xe chạy thì cũng nghe, cũng như là tất cả các tiếng đều nghe, nhưng mà không có chạy theo cái tiếng nào hết. Rồi tu theo tư tưởng thì quan trọng về cái câu niệm Phật, còn tu theo Bát Nhã thì không có quan trọng vào câu niệm Phật, mà quan trọng vào cái tánh nghe. Chính cái tánh nghe này nó tạo ra tiếng niệm Phật, ra tiếng mèo kêu, ra tiếng của tiếng xe chạy. Thì đó là con cho cái hai cái ví dụ phân biệt giữa tư tưởng và Bát Nhã. Rồi sau đây con xin áp dụng
tư tưởng và Bát Nhã vào trong hai mẫu chuyện để trả lời câu hỏi của sư. Câu chuyện thứ nhất là của Tổ Huệ Năng và Tổ Quyền Giác, thì sư mới đưa ra câu hỏi là gì chứ bậc thánh nhân có sự phân biệt hay không? Thì con xin thưa là bậc thánh vẫn có sự phân biệt, nhưng mà không phải bằng phân biệt bằng giác quan, không phải bằng phân biệt bằng tư tưởng, mà phân biệt bằng chân tâm, tức là cái nhìn trực giác không qua so đo phân biệt tính toán, nhìn bằng bình đẳng tánh trí. Thì trong mười thì bậc thánh nhân thì cũng sống một cuộc sống bình thường như mọi người, cũng ăn mặc nói làm thức ngủ sống chết, nhưng không có dính mắc vào trong hiện tượng giới trong cuộc sống. Thì trong 15 hạng chúng sanh có ba cái sự phân biệt. Phân biệt thứ nhất là phân biệt bằng giác quan, là của bốn đường ác đạo, là nó phân nửa cảm giác, phân nửa tư tưởng, nhưng mà tư tưởng nó còn manh nha lắm, còn phôi thai, cũng như con mèo, thí dụ như con mèo, con chó, nó cũng biết là cảm giác nóng, cảm giác lạnh, nhưng nó không có phân, chưa có phân biệt, bởi vì tư tưởng còn manh nha, không có biết là tại sao nóng, tại sao lạnh, không có phân biệt được giữa cái nóng của lửa, rồi cái nóng của nước sôi, hoặc là cái nóng của thời tiết ra làm sao thì nó hoàn toàn không biết. Còn tiến lên bốn đường thiện đạo là phân biệt bằng tư tưởng, tức là thuần về tư tưởng. Thì ở bốn đường thiện đạo thì có kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, cho nên phân biệt một cách rõ ràng như thế nào là nóng, thế nào là lạnh. Cái nóng của lửa khác cái nóng của nước sôi, khác cái nóng của thời tiết thì sao. Rồi khi mà nhưng mà bị dính mắc vào những và hiện tượng giới đó, thí dụ nóng quá thì cũng than trời, mà lạnh quá thì cũng than trời. Còn đối với một bậc thánh nhân thì cũng sống một cuộc sống bình thường như mọi người, nhưng không dính mắc vào hiện tượng giới, tức là sống bằng bình đẳng tánh trí, nhìn thẳng vào sự vật mà siêu việt lên, cũng như sống trong hiện tượng giới rồi siêu việt lên hiện tượng giới. Rồi ba bậc tâm tôn thì mới trở lại tùy thuận với phân biệt bằng giác quan của bốn ác đạo, phân biệt bằng tư tưởng của bốn thiện đạo, phân biệt bằng chân tâm của Phật tánh, của bậc thánh để giáo hóa chúng sanh. Đó là con nói về cái sự phân biệt trong câu hỏi của sư về câu chuyện thứ nhất. Còn câu chuyện thứ hai của Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Vua Lương Võ Đế, thì sư đưa ra cái câu hỏi vậy là cũng như là chúng ta có nên làm phước nữa hay không. Thì đối thì con xin trả lời là ở đây không có đặt vấn đề là làm hay là không làm, bởi vì nói đúng theo tinh thần của Bát Nhã thì dầu còn một chút tư tưởng thiện thì nó cũng là vọng tâm. Cho nên đối với Tổ là một người đã đạt được cái sự giải thoát giác ngộ, còn Tổ Bồ Đề, còn Vua Lương Võ Đế thì chưa, còn sống bằng tư tưởng. Thì đặt ba cái câu hỏi này đối với Tổ là phi lý, không hợp lý. Bởi vì đối với Bát Nhã thì không có đặt vấn đề. Ở đây vua đặt vấn đề rồi lại giải quyết vấn đề, cho nên Tổ mới bác cái câu hỏi, ba câu hỏi của Vua Lương Võ Đế. Ở đây không phải Tổ bác cái việc làm phước, bởi vì việc làm phước á, thì tự thân nó không có lỗi gì hết, mà Tổ đã phá cái tâm của Vua Lương Võ Đế. Tức là Vua Lương Võ Đế những lời nói, ý nghĩ, hành động, việc làm còn kẹt vào trong tứ tướng, tức là tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sanh và tướng thọ giả.
Cho nên khi làm phước là phải làm phước với cái tâm như thế nào của bốn đường ác đạo, bốn đường thiện đạo hay là của bậc thánh. Ở đây là tổ đã phá cái tâm trong lúc làm, chứ không phải đã phá việc làm phước. Vì tự thân việc làm phước thì không có lỗi. Cho nên con thấy rằng ba câu hỏi của vua Lương Võ Đế đưa ra thì nói đúng theo tinh thần Bát Nhã là nó phi lý, không hợp lý. Cho nên chúng ta không có thể trả lời là phải làm phước hay là không làm. Cũng như nếu mà chúng ta cứ đưa ra về tư tưởng và Bát Nhã một cách rõ ràng, nhưng mà cuối cùng trả lời là con phải làm thế này, con phải làm thế kia, thì sẽ lọt vào trong mê hồn trận của tư tưởng nữa. Thì qua cái mẫu chuyện đưa ra này, thì theo ý con nghĩ là sư đưa ra để thử Phật tử. Nếu mà trả lời là phải làm thì lọt vô trong tư tưởng nữa. Mà đối với Bát Nhã mà nói cho đúng, còn một cái tư tưởng thiện thì cũng là vọng tâm. Cho nên ở đây không có đặt cái vấn đề là làm hay là không làm. Theo con nghĩ như vậy đó. Thì nói tóm lại theo con trả lời là tất cả những lời nói, hành động, việc làm mà lưu xuất từ trong A Lại Gia thì thuộc về tư tưởng tiếp tục luân hồi sinh tử. Còn tất cả những lời nói, ý nghĩ, hành động, việc làm mà lưu xuất từ chân tâm Phật tánh thì thuộc về trí huệ Bát Nhã đưa đến giải thoát luân hồi sinh tử. Rồi cho nên ở đây là không có đặt vấn đề làm hay không làm nữa, mà nếu mà nói làm thì cũng lọt vào mê hồn trận của tư tưởng. Sau đây con xin trả lời qua cái mẫu chuyện thứ ba là của Phú Lâu Na và Xá Lợi Phất. Thì qua cái mẫu chuyện này thì cũng nói về Bát Nhã, nhưng mà cái cách tiệm tu là tu từ từ, từ thấp đến cao rồi mới đưa đến giải thoát. Tu mới ban đầu thì thấy có phương tiện, nhưng rồi khi đắc quả rồi thì phương tiện nó cũng là cứu cánh. Thì qua ba mẫu chuyện, mẫu chuyện thứ nhất là nói về sự đốn ngộ, còn cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện thứ nhất là nói về sự chứng đắc mà đốn ngộ, câu chuyện thứ hai là nói về tư tưởng của Bồ Đề Đạt Ma, cái đó thì chưa có đến sự giải thoát. Còn mẫu chuyện thứ ba thì nói về sự chứng đắc, nhưng mà nói về cái cách tiệm tu là tu từ từ, mới tinh đầu thì dùng phương tiện, rồi sau đó bỏ phương tiện luôn, không có dính mắc vào đó nữa. Thì nói tóm lại là qua các mẫu chuyện mà các vị thiền sư đưa ra, thường trong các giai thoại thiền á, thì thiền sư đưa ra những cái câu thoại đầu là để giúp cho thiền sinh phải tắt lượm đi mọi cái suy tư, mọi cái tư tưởng. Bởi vì tư tưởng càng bóp xếp chừng nào thì càng xa rời chân lý chừng ấy. Kính bạch sư, con em xin hết. Đó là cái sự trình bày của con. Vậy phân biệt con đã mất Phật. Vậy là hết giờ đó. Cái này là cái đặc sản của cô Gấm. Có những cái bí mật của tôi có bật mí một phần. Đó là cái ý của tôi là như vậy. Thì tôi bây giờ cũng đã hết giờ rồi. Tôi xin nhắc lại lần nữa, kỳ tới chúng ta còn dài dài, tức là còn một số gạo cội tôi kêu trả lại. Còn những người trả lần đầu mà nếu không chịu hướng dẫn người khác thì thôi. Cái này là cái phát tâm tôi. Thì một số nào tôi thấy có đủ khả năng, bởi vì có số người mới rất đông, mà chúng ta không thể hướng dẫn một lần mười mấy hai chục người thì nó không có ăn nhập gì hết á. Mệt mình, mệt người khác. Thì chừng 5-7 người thôi, chúng ta học từng nhóm để có sự trao đổi lẫn nhau. Rồi vô đây trả, rồi cuối cùng chúng ta sẽ trở lại bài kinh 66. Cái ba bài này chúng ta tạm dừng ở đó đi. Thì cô Gấm cổ khai bật mí một phần đó là tôi cũng để gạt quý vị thôi, để coi lựa chọn bằng cách nào. Ba bài này nó liên can chặt chẽ với nhau. Liên can chặt chẽ với nhau. Thành ra cuối cùng chỉ có một thôi.
Nào thì chúng ta qua bài kinh 66 rồi chúng ta trở lại ba cái bài này. Mà chẳng những ba bài mà cả triệu cả tỷ bài trong tất cả các kinh, nó đều nằm ở trong tư tưởng và bát nhã. Nếu chúng ta nắm được là nắm được hết, còn nắm không được là nắm không được hết. Thì quý vị phải cố gắng suy gẫm. Thì ở bài kinh 66 này thì tới là chúng ta bắt đầu trả câu số 1, tức là trình bày về kinh 66 36 pháp, quý vị phải thuộc lòng. Rồi kế đó là chúng ta trình bày về 66 là vô ngã, thì trước tiên là phải học thuộc hết toàn thể rồi đó. Rồi sau đó chúng ta đi từng phần một, rồi tới kế đó là sự tập khởi và đoạn diệt thân kiến. Rồi sự tập khởi và đoạn diệt tham sân si. Rồi chúng ta sẽ giải thích kỹ vô đó đắc quả như thế nào. Để rồi chúng ta tóm lại. Vậy thì xin hẹn lại kỳ tới. Trước khi dứt lời một lần nữa, tôi cũng cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Mô Phật. Rồi.